Châm cho vài hộp đậu phộng lên nha mọi người. Ai có mè thì cho mè cũng được. Bây giờ thì Châm xả đậu mọi người. Hôm qua làm nồi thịt kho trứng còn đồ ăn. Chị nay làm miếng gì nữa ăn là xong rồi đó. Giờ Châm sẽ đi nấu chè trôi nước nha mọi người. Hôm nay là 14 tháng 10 âm lịch. Không có ăn chay, nhà Châm không có ăn chay. Bây giờ Châm sẽ đem đi nấu đậu xanh làm cái nhân. Mọi người có thể nấu bằng nước cốt dừa cũng được, nhưng mà Châm không có nước cốt dừa cho nên là nấu không nha mọi người. Khoai lang chín là Châm vớt ra. Vớt khoai lang là nghiền chung với bột nếp để cho nó lát nữa nó bột nó dẻo mọi người. Ba có nhiều thuốc, uống nhiều thuốc nhưng mà đang nóng nghiền nó ra cho nó nhừ hết trơn, cái bắt đầu Châm đổ bột vô rồi đi quay qua đi nấu nhân nữa. Nhồi nhồi với bột nếp. Bột nếp thì mình nhồi với nước ấm á mọi người. Bột nếp mà nhồi nước lạnh là nó chảy hết trơn à. Đó. Khoai nhừ rồi nè. Sẵn cái nồi bắt lên nấu đậu xanh luôn. Mình nấu vừa nước, vừa xếp sắp nước nha mọi người. Lát nữa Châm sẽ nấu hai màu cho nên là múc chia hai phần khoai ra nha mọi người. Chúc ba mẹ làm thành công. Làm gì? Làm chè thành công. Chúc ba mẹ làm chè thành công hả? Rồi bây giờ Châm đi pha một màu. Châm lấy cái giá này Châm đông bột nếp luôn nha mọi người. Bây giờ trộn một màu trắng này trước. Một giá. Cho hai giá đi. Rồi. Đó. Châm sẽ cho vô miếng bột năng. Á ngờ ăn, nờ ăn năng. Hai giá bột này thì Châm cho vô một miếng bột năng cho nó hơi hơi dẻo vậy thôi. Đó, rồi xong. Mấy bạn có thể không cho cũng được. Cho nước ấm luôn nha mọi người. Nói chung là Châm cho theo tùy cái bột mà. Mình cho đến khi nào cảm thấy nó không có khô quá hoặc không có nhão quá là được. Mọi người đừng có cho nước lạnh nha. Cho nước lạnh là nó sẽ bị chảy á. Mình cho nước ấm ấm dễ nhồi hơn. Vẫn còn hơi khô mọi người, cho thêm miếng nước ấm nữa. Nhớ là nước ấm nha mọi người, chứ đừng có nước lạnh nha, nước lạnh là nó sẽ bị chảy á. Nếu mà một hồi nó nhão quá thì mình cho vô thêm tí bột nữa. Nếu mà mình nhồi bằng nước ấm thì bây giờ nó sẽ được một cái thể bột giống như này mọi người. Đó, đó. Nghe ấm không? Nhão ghê luôn á. Một hồi mình sẽ dò hình viên chè, nhão quá thì thêm tí bột thôi. Rồi, được một màu đó mọi người. Lát nữa mình sẽ làm thêm một màu nữa. Trong khi mình chờ mình chọn màu mới thì Châm bọc cái này lại nha mọi người. Để sợ để nó bị khô á. Lấy màng bọc thực phẩm Châm bọc nó lại. Đó. Được một màu rồi nè. Khỏe rồi ha. Sau khi được màu trắng rồi thì Châm sẽ nhồi thêm một màu nữa, đó là màu bông đậu biếc nha mọi người. Trong tủ của Châm là còn bông đậu biếc. Đây là hộp bông đậu biếc của Châm. Bây giờ Châm sẽ nấu màu nha mọi người. Cho vài bông đậu biếc vô cái nồi đun cho nó ra màu. Ở đây Châm có lá dứa nè mọi người. Định dùng lá dứa nữa nhưng mà rốt cuộc Châm không có xài. Do là khuya quá rồi đó mọi người. Khuya rồi cho nên là Châm quyết định làm có hai màu thôi mọi người ơi. Lá dứa lát nữa để tạo mùi thơm cho nước đường thôi. Đây là nồi đậu xanh của Châm nè. Kệ không không cho nó cạn một tí xíu nữa rồi mình đánh nha mọi người. Mình đánh là nó sẽ nhừ. Châm nhỏ lửa nhất rồi đó. Châm nhỏ lửa nhất luôn rồi nè. Rồi cái phần tiếp theo nữa là Châm sẽ cho cái màu xanh của bông đậu biếc vô nha mọi người. Cũng là nước ấm luôn. Để Châm dắt một miếng chanh vô nước bông đậu biếc cho nó ra màu gì nữa là được. Thì Châm sẽ làm thêm màu nha mọi người. Lát nữa nó sẽ ra xanh xanh giống như nè. Đây là cái màu bông đậu biếc mà Châm dắt vô một tí chanh cái nó đổi thành màu tím nè mọi người. Nó khác cái màu hồi nãy ha. Lấy cái này đặng hồi Châm dò chè chởm. Ở dưới quê Châm còn gọi là chó chỗ còn kêu là chè ỉ đó mọi người. Là chè chít 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 mà không có nhân á. Nhân cạn rồi bắt đầu bỏ đường vô đánh mọi người ơi. Mọi người có thể bỏ đường trước, hồi nãy Châm sợ đậu nó bị sượng á. Cho nên Châm sẽ bỏ đường sau. Nói chung là bánh cái vỏ nó lạc. Cho vô một tí muối nữa. Thì cái nhân nó phải ngọt ngọt. Thì lát nữa nó mới đều. Cho vô tí muối nữa nha mọi người. Đặng cho nó kìm ngọt.
bắt đầu mình đánh. Mình đánh cho nó nhừ ra. Trời ơi, Chăm nấu theo những gì trái tim mách bảo thôi mọi người. Bỏ đường vô mà nó sẽ tươm nước ra, mình sẽ bắt lên bếp mình đánh cho nó gáo lại. Nhừ hết trơn nè mọi người thấy không, Chăm đánh không có máy vẫn nhừ nha mọi người. Mình đánh liên tục là họ nó sẽ nhừ à. Ở trên quê anh bạn già có món chè đậu xanh đánh nữa đó mọi người. Bạn nào miền Trung mình sẽ nghe đúng không? Chè đậu xanh đánh. Ba chồng Chăm là mê cái chè này dữ thần luôn á. Nhưng ráo rồi Chăm cho vô một tí dầu ăn nha mọi người. Chuẩn bị chảy nó ra. Chăm sẽ lấy cái dĩa Chăm chảy nó ra đặng cho nó nguội để mình vo viên lại nha mọi người. Tắt bếp. Banh mỏng mỏng cho nó nhanh nguội mọi người. Nó nguội thì mình dễ nhanh vào viên thôi. Đây là phần nhân Chăm đã chuẩn bị rồi nè mọi người, đang chờ nó nguội. Còn bên đây là bột. Mọi người thấy cái màu tím bên đây không? Chăm dắt thêm miếng chanh vô qua đậu bếp mà nó ra cái màu như vậy đó mọi người. Bây giờ Chăm sẽ nhờ anh bạn già đi ra ngoài vườn rau nhổ giùm Chăm một củ gừng. Đậu phộng thì Chăm có sẵn rồi. Chăm ở trong đây sẽ nấu nước đường nha mọi người. Nấu nước đường rồi lát nữa mình sẽ nấu chè nha. Chăm xài đường vàng để nấu chè nha mọi người. Mọi người muốn sử dụng đường gì cũng được. Chăm sẽ sử dụng đường vàng. Bên đây bắt một nồi nước, lát nữa đun sôi để luộc chè sơ. Và bên đây nấu nồi nước đường để luộc chè xong là bỏ vô đây để nấu. Gà rồi hả? Đứng đây nghe thơm gừng ghê đó mọi người. Đây, Chăm bật nước đường lên. Đó, đang nấu nước đường nè mọi người. Chưa có giò chè nữa. Đó, đây là bột của Chăm đang ủ. Tại vì sợ khô cho nên mấy bọc đó mọi người. Mấy cái vàng vàng này là khoai lang nè. Bây giờ nấu nước đường sẵn đi rồi quay qua giò nhưng cái bắt chè rồi quay lại luộc nhanh lắm. Anh sắc mỏng mỏng sợi sợi bỏ vô em luôn. Đúng rồi. Xong rồi sắc sợi sợi lại giùm em luôn. Cho nó thơm. Gừng này già lắm rồi mọi người ơi. Vàng hực luôn. Nấu ngọt quá ăn ngán lắm mọi người. Vừa thanh được rồi. Người ta nấu bán người ta phải nấu ngọt. Tại chè mà. Chè là phải ngọt nó mới ngon. Chăm là ở sao hộp lụ ba? Sao nghe cái mùi này giống mùi đúng không? Hủ nước đường. Chăm sẽ lấy vài cọng lá dứa Chăm thả vô trong nồi nước đường luôn nha mọi người. Lát nữa cho nó thơm mọi người ơi. Lá dứa. Đó. Thả đại nguyên cọng vậy luôn. Anh bạn già sắp gừng xong rồi thả gừng vô. Wow, thơm ghê mọi người ơi. Rồi, Chăm sẽ bỏ đây, Chăm đi cho nó liu riu đi mọi người. Chăm đi dò chè. Chè này ở dưới quê Chăm mà đám thôi nôi á mọi người. Trời ơi, đám thôi nôi là người ta hay nấu chè này lắm. Dạ, giống như nấu chè này cho có mẹ có con nó chè, vừa có chè tròn tròn, vừa có chè chỏm. Xì đi vô con. Chăm nấu viên nhỏ nhỏ cho nên là dò viên nhân nhỏ nhỏ rồi mọi người. Cũng là qua đậu bếp mà hai màu khác nhau rồi mọi người. Nói chung là chè cho nước là nắng dễ lắm. Mình có làm tròn cách mấy mình để nó ngồi nó dễ giặt lại rồi mình bắt lên bếp thì nó cũng vậy thôi. Thì mình nâng cho nó đừng có bể nhân là được. Xong rồi mọi người lắc vậy là nó có hình rồi. Mấy bạn có sửa cho nó tròn với mấy mình để ngồi nó cũng biến dạng lại rồi. Đầu thả vô nồi là tự nó tròn hiện lại là mọi người. Nên là đừng có lo lắng gì hết. Chăm sẽ nấu nửa màu này nửa màu kia cho nó đẹp. Đó. Bắt viên chè hai màu luôn. Nhìn cái cục khoai lang nó còn đây nữa nè. Cái gì tự nhiên tay nấu thì kêu thấy gớm. Thế là trời. Lâm loam lỗ lỗ lem lem. Cái gì? Lo lem lem. Trời trời, vợ nấu cho ăn mà chê mà thấy gớm. Trời. Để Chăm kể mọi người nghe. Hồi đó Chăm bầu anh bạn nhỏ ha. Trời ơi là Chăm ghiền, Chăm thèm cái chè cho nước này nè. Thèm nghén 3 tháng. Đúng 3 tháng. Nghén lên bờ xuống ruộng mọi người thấy đồ mà muốn chết đi sống lại vậy đó. Trời ơi Chăm thèm chè cho nước này nè. Nấu chè cho nước mà một mình Chăm mà ăn hết một nồi chè, cái nồi con bự 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 vậy mà Chăm ăn hết luôn. Ăn đến độ mà
Ba của anh bạn già kêu Trâm ơi con ăn mà con ăn nhìn thèm nhá con. Ba của anh bạn già rất là thương Trâm luôn á. Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Bãi nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dù tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son. Ham làm chè chõm nè mọi người, ham làm chè chõm còn dư nhân luôn. Đây, chè của Trâm bây giờ sẽ đem đi luộc nha mọi người, bỏ vô nước đường. Tăng tăng tăng. Hồi nãy giờ Trâm ham đi làm mấy cái chè chõm nè mọi người, mà gắn bông gắn lơ đồ. Bên đây Trâm còn dư nhân luôn nè, kệ nhiều ăn nhiều. Bên đây là Trâm nấu nồi nước sôi cho vô ít cái lá dứa. Còn bên đây là Trâm sẽ nấu nước đường với gừng. Thì muốn cho chè, nước chè nó đừng có đục quá thì Trâm sẽ luộc ở bên đây trước nha mọi người. Bây giờ sẽ tiến hành đi luộc chè ở bên đây trước. Đó. Mình cứ thả vô đại đi. Cho viên chè nó vừa săn săn thôi, mấy mọi người đừng có thả nhiều quá rớt không kịp. Đó, giống như Trâm tới đây là ngưng. Nó vừa săn săn cái là mọi người bắt thả về nước đường liền. Đó. Để tránh cho nó bị lền bọt quá mọi người. Lền nước đường chứ. Đó. Bên đây hơi ít nước đường rồi, để Trâm thêm tí nước thôi. Nhào bột nè, nấu nhân nè, nó lâu đó mọi người, nhưng mà luộc nhanh lắm, luộc xíu xíu à. Còn bánh bột lọc hả, làm thì nhào cũng lâu, nhồi cũng lâu, mà bánh bột lọc luộc cũng lâu. Mình thả vô nồi nước sôi hé, mà nó vừa tới vậy nè là mọi người phải vớt liền đó. Vớt thả qua nồi nước đường đây. Mọi người thấy bông đậu biếc không, bông đậu biếc hé, mà dắt vô miếng chanh cái nó ra cái màu nè, còn đúng cái màu bông đậu biếc nguyên bản nè, cười hết sức không, đúng là lạ mọi người hen. Rồi bây giờ Trâm sẽ thả mấy cái bông hoa nhỏ vô luôn nha mọi người. Hồi nãy Trâm nói rồi, quê Trâm á là kêu chè chởm, còn ở bên chỗ chè Vinh, chỗ quê anh á là kêu chè ỉ nè. Đó, thả vô luôn những bông hoa nhỏ, chương trình những bông hoa nhỏ, bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơ rừng ơ, bông lê cho bằng bông lựu ơ rừng ơ. Ai nha đồ rằng trời ơi coi kìa cái màu nó lên đẹp quý vị ơi, trời ơi cái nó đẹp nè mọi người. À, thả những bông hoa nhỏ vô. À, mình luộc bên đây sơ sơ để cho cái nước bột nó ra đó mọi người. Ờ à, thơm mùi gừng gì đâu á, coi mọi người xem nè cái bông nó đẹp nè. Ôi ôi đúng là cái màu pha ra xịn sò thiệt. Wow, thơm quá mọi người ơi. Trời ơi viên chè nó đẹp nè, mà không biết ngon không nhá. Nấu xong rồi Trâm sẽ cho cô giáo một tô, nhà Trâm ăn một phần, cô giáo một phần. Bây giờ Trâm sẽ múc qua cho cô giáo một tô nha mọi người. À, múc hoa cho cô nữa, những bông hoa nhỏ múc hai cô bốn cục, hai cô bốn viên đi ha. Ừ. Đó, cho cộng lá dứa lên luôn cho thơm luôn, múc thêm miếng nước gừng nữa. Bây giờ đem qua cho cô giáo. Quỷ quỷ ơi, quỷ quỷ, em mất tiêu rồi. Quỷ quỷ đi đâu? Ai cũng hôm nay đi tối đây hả? Bấm vô chị lấy cái gì nè? Chừng nóng, bấm vô đi ngồi đưa chút tiền. Tội nghiệp mình bé ngon nhà. Con chim bên đây nó nói.
đi rồi để ngồi xí ăn thôi. Anh bạn già là còn nóng nóng, ông không ăn đâu mọi người. Anh bạn già đặc biệt là nóng hổi phun phức. Thà ông ăn đồ ăn rồi có mấy món chè vậy nè. Đó, bây giờ chăm thử trước nha. Chăm cho vài hộp đậu phộng lên nha mọi người. Ai có mè thì cho mè cũng được. Sáng ra mọi người. Nhiều quá Tết. Sao nhiều quá Tết? Bằng niềm vui bố về. Đó, anh bạn nhỏ thuộc bài đó rồi. Qua cây nè, trong bóng luôn nè mọi người. Còn một chút dư động của khoai lang. Cái này ai ăn nước cốt dừa thì ăn nha. Chăm hồi giờ không quen ăn chè cho nước với nước cốt dừa. Dẻo nè. Si. Không ngọt quá. Ngon Ngọc ơi. Lát si. Ăn ngọt. Đấy là mình không? Tạp hết cái bông hoa nhỏ này luôn. Con Si bị chảy lông xong rồi bị anh bạn già đưa đi tắm rồi mọi người. Ngon quá. Mềm. Pha bột kiểu này mới mốt làm bánh ít trần rất ngon lắm đó mọi người ơi. Xong những chè mọi người. Bye bye mọi người. Có khoai lang. Để tới mơi là vẫn mềm mọi người. Đi tắm á hả? Con mới tắm ra hả? Ôi là trời.